3 2 và 1 rồi. Tay trái làm chữ, hít vào, xoay đưa tay phải, đưa tay tay phải làm chữ. Đưa tay trái ra sau cầm dưới chân. Rồi chân lại đạp cầm chân lên. Vòng số 2 chuẩn bị, cầm chậm thẳng, hai tay nắm vào đưa vào họng xương hàm. Hít vào, thở ra,
nâng chân và đạp căng ra sau, hai chân để rộng bằng vai luôn.
lực của tay là kéo chân vào, nhưng lực của hông của chúng ta để nhấn xương cụ thể nào, cho nên nó tạo ra một lực đối xứng, thì chúng ta sẽ có được cái hiệu quả rất lớn đối với từ cái thắt lưng cho đến cái vùng xương cụ. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi lắc lư hai bên. Rồi bây giờ bắt đầu nâng chân và bật lên, lăn lưng. Rồi, lớp nằm xuống.